phải đã mà nó góp lại còn được giảm giá sâu hơn nữa cơ. Giảm vừa giảm giá vừa có trả góp nhé cả nhà, có trả góp 0% mà là sao? Lãi suất 0% không tính lãi. Mọi người qua bên TikTok cái gì Shopee đi. Mọi người qua bên Shopee đi. Vũ Nam kịch bản không thuộc à em? Có kịch bản gì đâu. Bây giờ đây. Đây, cứ viết như này thôi, sai số thôi. Còn lại nữa là từ diễn, từ nói. Có kịch bản thì đỡ ngon rồi. Ôi, Linh đồ đâu, Linh đồ ngủ rồi các bạn ơi. Linh đồ giờ này yếu lắm. Có vô chờ rồi kìa, có rồi cả nhà ơi. Có chứ? Tạm cho là có. À, 4.700 người bên Facebook, mọi người tải Shopee về theo cái đường link ở dưới em đang ghi mệnh, mọi người ấn vào đấy là sẽ đến với là cái trực tiếp ở bên Shopee là có tất cả mã voucher luôn, từ 50k cho đến 150k nha cả nhà. Các bạn mua trả góp bên các bạn mua trả góp ở bên Shopee cũng được, cũng có. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người qua đi mọi người ơi, mọi người qua đi mọi người ơi. Qua bên ấy đi. Qua bên Shopee đi để mua cho được giá, còn mua ở bên Facebook này là giá không có kiểu hỗ trợ như kiểu TikTok với là Shopee đâu. Có khuyến mãi không số, có đó kìa, có kìa. Có Shopee hỗ trợ giảm giá ấy, mọi người. Nick mới là ấy giảm từ 50 đến 150k. Đã nhận hàng hôm qua, em cảm ơn chị Trần Ngọc Thùy Dương nha. Chào tất cả mọi người nha, chào tất cả mọi người mới vào. Mọi người, cái dự án bé mê bây giờ là có 2.100 áo nữa. Đấy, áo cà chua và áo có hình cà chua này, màu trắng màu đen. Và áo happy. Mọi người vào ở trong Shopee mua sẽ được... giảm giá mã voucher nha, từ 50k cho đến 150k. Là áo 3598 mà bây giờ cứ còn 250 cái gì nữa. Đấy, đó là tùy nick nha mọi người ơi. Hiện tại đang ghim với cả nhà ơi. Mọi người ấn vào trong cái này có phải có giỏ hàng không? Shopee có giỏ hàng. Giỏ hàng Shopee ấy cả nhà. Còn bên Facebook mọi người ai muốn đặt thì có thể là nhắn tin trực tiếp vào fanpage cũng được, nhưng mà giá là 3598 nha mọi người. Đấy, nhiều người vừa theo dõi tài khoản nhỉ? Bên này có nhìn được đâu? Hả? À? Bên này có nhìn được đâu sao thôi? Nhìn cái gì? Nhìn được người ta theo dõi. Có mà. Nó hiện ở dưới mà, màu vàng dưới này. Đấy, đấy. À, người khác đang tham gia. Vừa theo dõi tài khoản đang liver kìa. Đấy, đấy. Ui, bán được 89 áo. Dạ, bán được 89 áo rồi. Mà 2.000 người cho sản phẩm vào giỏ hàng. Ôi hay quá. Sao lại 2.000 người? Mọi người đang chốt. Đã, mọi người đang nhưng chốt. Mà ở đây có 800 mấy người xem thôi mà. Ơ, tỷ lệ chốt ở bên Shopee cao. À. Trước trường này 2.000 mấy người ở vô trong giỏ hàng rồi. Trước trường này có mỗi mấy. Chốt đi cả nhà ơi. Mọi người chốt cho dự án này đi cả nhà ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Phương Thùy Thúy rất nhiều nha. Hết size S rồi. Nguyễn Hoa. Chị size S màu gì chị ơi? Size S màu trắng happy này này là còn một rồi, đúng rồi. Chị còn đây. Màu trắng này 51 này, à 116 áo nữa. Cái màu trắng này. Đây. Áo màu trắng này có size S là 116 cái mà. Tung voucher anh ơi, có chưa? Mọi người không thấy mã giảm giá. Mã giảm giá đã bắn thẳng trực tiếp vào cái ví voucher của mọi người rồi nhá mọi người. Có vạn voucher giảm đến 100k ấy. Chỉ cần ấn vào mua ngay. Ấn vào thanh toán là mọi người nhận được luôn rồi. Là nhận được luôn. Không cần phải... Nhận được voucher giảm giá 14% nha mọi người ơi. 15%. Đâu, ấn vào mua ở đâu? Thanh toán. Đây, chỉ cần mua ngay, đây, ấn vào đây. Thì chưa bao giờ mua à? Đã mua mốt. Mọi người vẫn đâu có ấn đâu. Con... đâu xem like đâu. Đấy, ấn vào nick, ấn vào đây xong rồi ấn vào shop. À, đây. Đấy. Đấy mọi người ơi nha.
Ở bên Shopee mọi người để ý cho mình nhá. Đây, có cái túi màu cam cam như thế này này. Mọi người ấn vào này. Đây, ấn vào mua ngay, chọn cái sản phẩm ba cái sản phẩm ở trên đấy là ba sản phẩm dự án. Dự án mà bé mây thì mọi người ấn vào mua ngay này. Đấy. Mua với voucher nha cả nhà. Mọi người ấn vào mua với voucher. Mua với voucher này. Đấy là nó sẽ dẫn đến tất cả mọi người đến đây này. Đấy là giảm giá như nào là ở đây hiển luôn nha mọi người ơi. Đấy giá tiền ở đây luôn nha. Tùy theo nick nha mọi người. Nick nhật lễ là 334k. Bạn nick này là mua nhiều lắm ấy. Nick nhật lễ mua nhiều quá. Còn những ai mà mua nick mới, mua lần đầu của Shopee là cũng có thể là được 150.000 đấy. Ok, còn bên em uống rượu hay sao mặt đỏ thế? Mặt đỏ á? Mặt em đen. Mặt em đen gì ạ? Đen như này mà. Không, cái này này làm cho nó sáng sáng ra này, trắng ra này. Mọi người ơi, ảo nào mà hết size thì sẽ không sản xuất lại nữa nha. Hết 9.000 ảo là hết sạch luôn. Cho nên áo này, áo dự án này mà là không sản xuất nha mọi người, không sản xuất thêm nữa. Đúng 9.000 áo là chốt lại dự án nha mọi người. Mua đủ mới, tạo nick mới, mua đúng rồi, tạo nick mới đi cả nhà ơi. Là sẽ được giá 150k đấy, giảm đấy, đừng có đùa. Những ai mà nick cũ mà mua nhiều rồi ấy thì ít khi có voucher nhiều lắm. Mọi người ơi, thông số sai thì vào trong sản phẩm xong có cái thông số đây. Ở Nhật có áo nữa, cái gì? Ở Nhật không có áo nữa. Lê Minh ở Nhật hết à? Tư vấn sai, ok, để mình tư vấn. Mọi người có cái thông số sai ở cái sản phẩm luôn. Để tư vấn luôn, không sao đâu. Đâu mọi người comment cân nặng chiều cao lên. Đây đen hết rồi này, tay nhìn tay như là biết này. Đấy, thấy chưa? Trắng như này mà. Phải gập lại nhìn rõ hơn. Đây, trắng như này mà. Bình thường trắng như này mà. Tự nhiên này, sau mấy ngày đi đảo về này. Ai cũng đen hết. Sau mấy đi đảo làm mấy cái dự án mà này, về đen xí luôn. Bắt đầu thưởng xu được gì? Ảo cà chua 49kg thì lấy cho em size S, còn 70kg thì lấy cho em size L nha. 1m7, 65kg mang size L cho em. 1m74, 72kg mang size L luôn ạ. 1m56, 46kg mang size S ạ. 1m7, 65kg mang size L nhá. 49kg, 70kg, 49kg mang size S ạ. 70kg mang size L. Có khuyến mãi không số, có nha Hoài Tinh ơi, có nha. Mọi người ấn vào app voucher nha. Voucher 50k đến 100k, à 150k nha. Chào Thanh Thảo. Mọi người mới vào bên Facebook thì mọi người để ý cho mình là theo cái đường link ở dưới là có cái link Shopee. Mọi người ấn vào đấy sẽ dẫn đến Shopee. Và mọi người đặt hàng trên Shopee là sẽ được Shopee giảm giá như kiểu voucher là 50k cho đến 150k nha mọi người. Bên Facebook mọi người mua, mọi người nhắn tin trực tiếp vào fanpage. Giá không giảm nha mọi người ơi. Tại vì cái dự án này giá gốc của nó là 398k. Vừa rồi đợt like đầu tiên ấy, cho dự án ấy, là bên TikTok là hỗ trợ. Còn đợt này là bên Shopee hỗ trợ. Đấy. Chứ dự án này là không giảm, không áo không giảm. Tại vì cái doanh thu lợi nhuận là chi 100% ra cho dự án. Như vừa rồi là bên vùng 4 Hải quân có nhận đỡ đầu 35 con em ngư dân. Thì anh em cộng đồng Team Châu Phi cũng lấy cái nửa một phần của cái dự án bé mây này nuôi 35 em ấy trong vòng 5 năm. Đấy, 1 năm là 210 triệu. Và lấy một nửa cái dự án này của bé mây nữa là đi vào bệnh viện Nhi hỗ trợ cho các em có bệnh là như kiểu là bệnh hiểm nghèo hay bệnh phổi, nói chung là nhiều. Cái